Xin chào các bạn, lại là mình đây. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe rất nhiều về trao đổi chất, rồi những câu nói như tăng cường trao đổi chất để giảm cân giảm mỡ hiệu quả. Nhưng các bạn có thực sự hiểu trao đổi chất là gì không? Vậy thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nó nhé. Trao đổi chất metabolism, còn gọi là chuyển hóa, là tập hợp các biến đổi hóa học giúp duy trì sự sống trong các tế bào của sinh vật. Ba mục đích chính của quá trình trao đổi chất là chuyển đổi thức ăn thành năng lượng để sử dụng trong quá trình của tế bào, biến đổi thức ăn thành các đơn vị để tạo nên protein, lipid, acid nucleic cùng một số carbon hydrate và loại bỏ chất thải chuyển hóa. Những phản ứng này được xúc tác bởi các enzyme cho phép các sinh vật sinh trưởng và sinh sản, duy trì cấu trúc bản thân và đáp ứng với môi trường xung quanh. Thuật ngữ trao đổi chất cũng có thể dùng để chỉ tất cả các phản ứng hóa học xảy ra trong sinh vật sống. Trao đổi chất thường được chia thành hai loại chính, dị hóa và đồng hóa. Các phản ứng hóa học trong trao đổi chất được tổ chức thành các con đường chuyển hóa, trong đó một chất hóa học được biến đổi thông qua một loạt các bước thành một chất khác với sự tham gia của một chuỗi các enzyme. Và nếu không có enzyme, những phản ứng đòi hỏi năng lượng sẽ không thể xảy ra. Sau khi các phản ứng hóa học xảy ra, hệ thống chuyển hóa sẽ phân loại các chất, giữ lại chất dinh dưỡng và đào thải các chất độc hại. Một số điều cần biết về trao đổi chất. Trao đổi chất là quá trình diễn ra bên trong mỗi tế bào của cơ thể. Hầu hết năng lượng được đốt cháy nhờ quá trình trao đổi chất trong trạng thái nghỉ. Quá trình trao đổi chất của mỗi người là khác nhau. Quá trình trao đổi chất chậm đi khi bạn già đi. Tốc độ chuyển hóa sẽ ảnh hưởng đến lượng thức ăn mà sinh vật yêu cầu và cũng ảnh hưởng đến cách thức chúng có thể hấp thụ thức ăn đó. Và ăn kiêng làm quá trình trao đổi chất chậm lại. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến trao đổi chất đó là kích thước, giới tính và độ tuổi. Đặc biệt ở những người có lượng cơ bắp lớn thì trao đổi chất diễn ra nhanh hơn. Trong thực tế, chế độ ăn và hoạt động thể chất là hai yếu tố chính quyết định đến khả năng giảm cân giảm mỡ. Trao đổi chất không hẳn là yếu tố ưu tiên trong quá trình giảm cân. Tuy vậy, lượng năng lượng tiêu thụ qua trao đổi chất ở trạng thái nghỉ để giúp các hoạt động sống như hít thở, tăng cường lưu lượng máu hay năng lượng cho tế bào cũng không hề nhỏ. Vì vậy, phần nào đó, trao đổi chất tốt cũng giúp ích cho quá trình giảm cân. Một số cách để tăng cường trao đổi chất như tăng kích thước cơ bắp qua tập luyện, uống nhiều nước, ăn nhẹ sau bữa chính từ 3 đến 4 tiếng hay ưu tiên protein trong khẩu phần ăn. Và các thực phẩm hỗ trợ việc đẩy nhanh trao đổi chất như súp lơ xanh, ớt, gừng, trà xanh hay cà phê.
Qua các sự kiện trên, hy vọng các bạn đã hiểu được thêm về trao đổi chất cũng như cách tăng cường trao đổi chất để giúp giảm cân hiệu quả hơn. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.